Vào khoảng tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, khi lũ từ thượng nguồn sông Mekong đổ về sẽ khiến cho gần 70% diện tích tự nhiên của tỉnh An Giang bị ngập lụt. Trong đó có 4 huyện thành phố biên giới là Tịnh Biên, An Phú, Chi Tôn và Châu Đốc. Điều này gây bất lợi không nhỏ cho đời sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch, cũng như công tác kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép. Để khắc phục khó khăn trên, tỉnh An Giang đã xây dựng các chốt vượt lũ nhằm đảm bảo cho cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 được lâu dài. Bước vào mùa lũ, mực nước trên tuyến vành đai biên giới tại huyện Tịnh Biên bắt đầu dâng cao, đỉnh điểm có thể lên đến 2 mét. Năm nay dự báo lũ về muộn nên thời gian này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tranh thủ dựng lại các chốt phòng chống dịch COVID-19. Chốt được kết cấu theo kiểu nhà sàn, vật liệu chủ yếu là gỗ cây tràm và sàn có chiều cao khoảng 2,5 mét nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho tổ công tác cũng như kiểm soát người qua lại trong mùa nước nổi được thuận tiện hơn. Vào mùa nước lũ thì các đối tượng buôn lậu như xuất nhập cảnh và vượt biên trái phép thì sử dụng vỏ lãi chạy trên mặt nước, cho nên các tổ công tác thay phiên nhau tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện sẽ tiến hành báo cáo về ban chỉ huy đồn chặn đầu của chúng ở trong nội địa, còn các tổ công tác sẽ chặn ở phía trên biên giới làm thế gọng kìm để cho chúng không lọt sâu vào trong nội địa. Tại chốt vượt lũ, việc di chuyển của các tổ công tác chủ yếu bằng xuồng hoặc đi bộ như thế này. Do vậy, mọi sinh hoạt đều khó khăn hơn rất nhiều so với mùa khô, nhất là việc tiếp phẩm hàng ngày. Sẵn có nguồn nước và thức ăn tự nhiên, cán bộ chiến sĩ đã nuôi thêm vịt, trồng một số loại rau để tăng thêm nguồn thực phẩm trong mỗi bữa ăn, đồng thời tận dụng nước mưa phục vụ sinh hoạt nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và kinh phí vận chuyển. Đường đi thì là sình mà đất chân khó đi, điều kiện sinh hoạt thì ở bên chốt không có điện, chỉ xài điện bình. Mặc dù điều kiện khó khăn nhưng anh em cán bộ chiến sĩ là nêu cao tinh thần để cao cảnh giác, thường xuyên tổ chức kiểm tra 24/24 để kịp thời ngăn chặn đối tượng vượt biên trái phép và đối tượng buôn lậu. Để hỗ trợ các tổ công tác làm tốt nhiệm vụ, chỉ huy các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên. Bên cạnh đó, mỗi chốt còn được đầu tư đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và cột chống sét nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi có mưa dông. Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã phối hợp cùng với biên phòng và lực lượng công an, cũng đã tham mưu ban chỉ đạo huyện cũng như có đề xuất về tỉnh, cũng đã cấp kinh phí để mà nâng cấp các chốt, bổ sung thêm các cái phương tiện cơ động như là vỏ lãi và các cái xuồng loại nhỏ để đảm bảo cho anh em cơ động cũng như quá trình tuần tra kiểm soát trên cái tuyến biên giới. Và trong các cái cao điểm cũng như những lúc tình hình phức tạp thì cũng đã cử trực tiếp là cử cán bộ lên thực hiện nhiệm vụ cùng với anh em để nắm tình hình và chia sẻ những khó khăn trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các đối tượng vượt biên trái phép và tội phạm buôn lậu hoạt động mạnh. Đồng nghĩa với đó là nhiệm vụ của các tổ công tác càng khó khăn và nặng nề hơn. Những ánh mắt không ngủ để quan sát trong màn đêm, những đôi chân vững bước trên đồng ruộng trơn trượt, sình lầy để mang lại sự an toàn cho người dân và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 vào đất nước ta.